Hi, xin chào mọi người. Hôm nay sau một thời gian là mình có hàng mình là mùa hè nên nó lại off á, nó lại off một tuần các bạn. Là cái này là do bên hàng mình nó mùa hè thì là hàng lớn á, các hàng lớn thì mùa hè thường thường là nó hay lại off các bạn. Đau á, nó nghỉ một tuần, nó nghỉ một tuần nhưng mà nó vẫn là trả lương á các bạn, nó vẫn là hàng bên hàng mình trả. Hàng trả là cũng là nó đã đủ lương rồi các bạn. Nó nhưng mình làm ví dụ một tuần mình làm 80 tiếng thì nó trả cho mình 80 tiếng luôn các bạn. Và bao nhiêu tiền đó là nó bây giờ sang một thời gian là mình phải là hôm nay một tuần là hôm nay mình là tiếp tục quay trở lại với công việc. Và hôm nay mình tiếp tục là mình làm ca chiều các bạn. Cái ca bữa trước là mình hay làm mình là làm 3 ca. Mình làm 3 ca mà bữa đấy nó dồn là còn 2 ca các bạn, là ca từ 12 giờ trưa cho đến là 12 giờ trưa cho đến là 10 giờ tối các bạn. Và hôm nay mình sẽ đi là mình sẽ chia sẻ với cái nói như là sau một thời gian là nghỉ một tuần đấy, nó như nghỉ mà mình là nghỉ mà vẫn có tiền các bạn ạ. Nghỉ ở nhà chơi với em bé, ở nhà ngắm giữ con cho vợ. Mọi người ở nhà giữ con cho vợ mà vẫn có tiền. Nên hôm nay mình là chia sẻ là những là vì bên cuộc sống bên này thì mình đi làm thì hầu như đi làm hàng thì hầu ai cũng phải đóng thuế hết á. Đóng 20% thuế. Nên khi mà mình được nghỉ hoặc cái có chuyện gì thì cái phúc lợi mình thì nó cao hơn các bạn ạ. Mình đi làm thì mình đóng thuế xong cái thì lúc mà mình nghỉ, lúc mà mình nghỉ làm hoặc là có đau ốm hoặc là dịch bệnh gì thì là bên hàng trả hoặc là bên nhà nước nó sẽ trả cho mình, rồi nó trả khoảng là nhưng mà tương đương khoảng là 100% hoặc là 70% các bạn. Bên nhà nước thì nó nhà nước thì nó trả 75%, còn hàng nó trả 100% các bạn ạ. Bây giờ là mình vì từ nhà mình mà qua hàng thì mình đi xe thì tầm ở khoảng 4 phút các bạn ạ. Còn mình đi bộ thì tầm 20 phút. Chạy xíu là nói chung là ngồi lên xíu cái là tới của hàng nó. Cái hàng mình thì hàng nó cũng bên mình thì cái hàng mình nó cũng là hiện tại thì 3 ca. Nói chung là mình nhiều like lắm. Có chạy nhiều like lắm. Like thì 3k, like thì 2k. Nói chung đa số là 2k với 3k không ạ. Còn bên văn phòng thì nó làm hành chánh thì nói rồi, nó làm 1k. Và mình sẽ cho các bạn xem cái hàng của mình. Trong cái hàng mình đi nó chạy bằng mấy cái máy không ạ. Vì mùa này là mùa hè các bạn. Bên này là đang là những ngày nói chung là đang là giữa mùa hè này. Mùa hè nên là trong các hàng xưởng là nó nóng lắm. Nó nóng, nó thiết kế vì cái hàng nó xưởng nó nóng. Phải nóng như cái lò than vậy á, nó nóng nóng lắm, nó nóng, nó nhiệt độ bên này nó làm trời mà mấy ví dụ ngủ như hôm nay nghe. Hôm nay mà trời mà nắng quá. Hôm nay mà trời nắng nè. Hôm nay mà trời nắng thế này thì là nó làm 1 tiếng. Nó làm 1 tiếng là nó cho nghỉ 5 phút. Lên trên ngồi trên nó có cái phòng máy lần. Nó có cái phòng máy lần thì là 1 tiếng là mình được nghỉ 5 phút, 1 tiếng mình được nghỉ 5 phút vậy á. Là vẫn là 3 tiếng thì mình được nghỉ 15 phút, vẫn là 5 tiếng thì mình đi ăn cơm. Và đặc biệt là nói như là trời nắng thế này, các bạn nhìn thấy trời nắng không? Hôm nay trời nắng hàng mình nó thấp nên nó nóng quá. Nên làm 1 tiếng. Làm 1 tiếng là nghỉ 5 phút, làm 1 tiếng nghỉ 5 phút. Là 1 tiếng nghỉ 5 phút vậy ạ. Bye bye mọi người. Bây giờ mình vô hàng. Vô. Đây là cái chỗ của mình, cái hàng của mình này. Bây giờ mình đây mình sẽ quay các bạn một vòng. Đây là cái chỗ hàng vào. Về mùa này là đang vào ấy. Đấy.
Mùa này là mùa hè mà mọi người, nên là nó nắng ạ. Đây, về mùa hè thì nó rất chi là cây cối nó xanh tốt. Về mùa hè nó xanh tốt lắm. Đó. À, mình làm là với cho là Lilama các bạn. Đó, mình làm cho Lilama đó. Đấy, mình làm cho Lilama. Lilama là một trong những cái hàng sản xuất lớn, sản xuất ô tô, động cơ ô tô. Nó như lớn cũng nhất nhì ở khu vực Nam Mỹ đó các bạn. Khu vực Nam Mỹ, khu vực trong Mỹ luôn đấy. Nó lớn, nó sản xuất. Nó xe của nó là xe Ford này. Xe Ford và xe GM à. Và cái xe GM của Mỹ, xe Ford thì nó dùng là nó sản xuất mấy cái trục, nhưng nó sản xuất mấy cái động cơ ạ. Nó nhiều lắm, nó sản xuất nhiều thứ lắm. Đó, cái hàng đấy là hàng mà mình làm này. Nhiều lắm, nó rồng mà. Mà đặc biệt là bên này đi làm các bạn, đi làm là phải là cầm các hộp cơm đi để cho các bạn ở đây. Vì mình đi làm không có ai quay cho mình đây. Mình để cái đây. Đi làm là bên này là không phải là cầm laptop, laptop gì đâu, phải cầm cái hộp cơm. Đây là cái hộp đồ ăn của mình. Nghĩa là mình mà rất tham, mình làm 3 tiếng. Mình làm 3 tiếng thì mình lên nghỉ 15 phút. Rồi mình làm 5 tiếng. Mình lên ăn cơm. Rồi là làm thêm 8 tiếng. Là 8 tiếng thì mình lên mình nghỉ thêm 15 phút nữa. Vì hôm nay mình làm 10 tiếng làm, hôm nay mình tăng ca 2 tiếng. Hôm nay mình tăng ca 2 tiếng. Nói chung đi làm bên này là đi làm là phải là cầm cái giỏ đồ đi nữa. Rồi là nước 2 chai nước là mất 1 lít rồi, hơn lít rồi. Có cơm và chuối rồi là hoa quả vậy, mang đi ăn vậy á. À, chứ cái gì mình thì nói gì quên rồi. À, nói chung là chứ bên này là mới là làm về mùa nên đang mùa hè này. Đang mùa hè nên là mình làm là 1 tiếng. 1 tiếng mình được nghỉ 5 phút, 1 tiếng mình cứ được nghỉ 5 phút vậy á. Vì nó dần dần nó đảm bảo sức khỏe cho nhân công á. Đảm bảo sức khỏe rằng là đảm bảo rằng là sức khỏe là nói chung là không bị ngất xỉu, nói chung là nó đảm bảo, nói chung chế độ của công nhân là tốt, phúc lợi. Trời nắng quá mà vì các động cơ nó tản nhiệt, trời nó nắng nè, nóng nè. Cái thứ hai nữa là mấy cái động cơ nó tản nhiệt đó, nó tản nhiệt đó, nó nóng lắm. Đi sớm đây. Gặp em này là chưa có chồng. Đó, chạy áo vàng này, chạy rồi đó. Mọi người ra đấy. Đây cái chỗ, cái nhà kín đó là nhà hút thuốc. Mọi người hút thuốc. Đấy. Đây nhà này là mọi người hút thuốc đó, mọi người nhìn thấy không? Đó là có khu vực hút thuốc. Đây là hàng xưởng của mình, khi nào mình sẽ lấy cái like, con chuồn mình quay lên tay qua đây cho mọi người xem.
đấy, cái hàng của mình đấy. Đó là cái khu nhà hút thuốc đấy các bạn. Còn cái cửa là cửa vào ấy, nó nhỏ vậy thôi, ra vào nó nhỏ vậy. Đây là cái cửa vào. Cửa ra trên kia kìa, cửa ra trên chiếc cửa ra trên chiếc trắng 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 mọc chiếc cong đang bóc á. Đó. Cửa ra đây đó, đây là cửa vào. Nắng lắm. Làm tiếng nghỉ tiếng, làm nghỉ tiếng 5 phút nghỉ 5 phút. Đó. Hôm bây giờ mình là vô làm đó. 12 giờ mình làm, đến 10 giờ mình mới về. Hôm nay mình làm tăng ca 2 tiếng. Rồi chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn.